Thôi đây cô ra bộ tâm rồi, để đây cả lại, để cô Thảo có lời gì đi. Đây câu hỏi của cô Thảo viết ở trong cái tập này. À, được rồi con, để thầy xem. Con mới đến rồi. À, câu hỏi thứ nhất là cúng vàng như thế nào đúng chánh pháp. À, các con nghe, hầu hết các con nghe cái sự cúng vàng mà đúng chánh pháp và cúng vàng không đúng chánh pháp thì giảng cho mấy con nghe. Thường thường trong kinh sách nhân quả của kinh sách phát triển thì nói rằng cất chùa, xây tháp hoặc tạc tượng là được rước báo vô lượng. À, thầy xin nhắc lại, ngày xưa đất nước Ấn Độ đó có một nhà vua tên là Bình Sa Dương. Ngài cúng dường cho Phật một cái, Đức Phật còn tại thế, ngài cúng dường cho Phật một cái tịnh xá trúc lâm để Đức Phật về ở an cư kiết hạ và dạy đạo ở đó. Thế mà ngài bị vua A Xà Thế bắt giam rồi bỏ đói, ngài chết trong tù. Vậy thì phước báo ở đâu mà ngay khi đó ngài cấp cái tịnh xá trúc lâm vĩ đại lắm, thế cúng dường cho Phật mà Phật còn tại thế mà ngài phải chết trong cái cảnh đói khổ, bị giam cầm trong tù rồi chết đói trong tù. Đó là vua Bình Sa Dương. Các con có nghe câu chuyện mà Trung Hoa là một nhà vua mà sùng đạo Phật nhất, đó là vua Lương Võ Đế. Ngài cất 72 kiển chùa ở trên nước Trung Hoa, đúc chuông, tạc tượng, thỉnh chư tăng về ở trong 72 kiển chùa đó. Nhưng cuối cùng ngài chết, ngài bị bao vây ở trong thành và ngài bị giết chết một cách rất là đau thương. Nói phước báo vô lượng có không hay là chết trong đau khổ, đó là hai vị vua. Còn đất nước Việt Nam chúng ta thấy thời nhà Lý, thời nhà Trần, và cuối cùng những vị vua cuối cùng của thời nhà Lý, nhà Trần chết cũng đau thương lắm. Ai đọc lịch sử vẫn biết những nhà vua đó đều là những người sùng đạo Phật. Các con thấy thiền túc lâm là do ai? Do Trần Nhân Tông. Nhưng vị vua cuối Trần Nhân Tông chết một cách đau thương lắm con. Cuối đời Trần, các con đọc lịch sử các con. Như vậy cất chùa, tạc tượng, đức chuông có lợi ích lớn không? Có phước báo lớn không? Hay là có sự đau khổ? Cho nên làm những việc mà nghe kinh sách phát triển dạy chúng ta có đúng sự thật không? Thầy nói đem những nhà vua thôi, thì chúng ta là những người dân, chúng ta làm sao bằng sự cúng dường của vua mới? Thế mà những nhà vua đó chết là cả đau khổ. Và nhà Lý được truyền thừa mấy năm, và nhà Trần được truyền thừa bao lâu nữa con? Mấy con theo thầy đặt câu hỏi để mấy con thấy đó là một sự thật. Mà hầu như kinh sách Đại Thừa kêu gọi chúng ta, rồi chúng ta không sáng suốt, không nhận định qua lịch sử, cho nên chúng ta nghe tưởng rằng cúng tiền để người ta xây chùa tốt là mình có phước báo, cúng tiền để người ta đúc tượng đồng Phật, tượng Phật bằng đồng rất đẹp là có phước báo, xây tháp to là có phước báo. Nhưng không ngờ là có tội lỗi đó, mấy con. Đức Phật ngày xưa các con nhớ, các con có nhớ chăng? Đức Phật ngày xưa tu chính đạo với cội cây, cội cây Bồ Đề, có phải không? Có ở trong chùa không? Ở dưới cội cây, không có ở trong cái ngôi nhà, cái tháp nào, mà chết đi. Thì các con thấy chết dưới hai cây cội cây Sa La Sông Thọ, có phải không? Có chết trong chùa to thật lớn, có chết trong bệnh viện không mấy con? Các con thấy những gì mà người ta lừa đảo cám dỗ chúng ta, tiền hao biết bao nhiêu ngôi chùa cất bây giờ hàng tỷ bạc. Các con thấy những ngôi chùa rất đẹp,
hàng tỷ đồng, thay vì đồng bào dân tộc chúng ta đang nghèo đói như con. Thế tại sao họ không để tiền đó để giúp những người bất hạnh trong xã hội mà lại cất ngôi chùa sang đẹp để trở thành nơi tham quan của kẻ khác, nơi đi chơi cho kẻ khác, có lợi ích gì? Mấy con thấy rất rõ những điều thầy nói đó là một sự thật. Lịch sử còn chứng minh những nhà vua, Đức Phật, đời của Đức Phật đã xả bỏ cung vàng lụa ngọc đi tu, thì còn ham gì nhà cửa đẹp sang mấy con, còn ham gì mà thờ phượng trong chùa to Phật lớn mấy con. Đức Phật dạy chúng ta thắp năm cái hương: giới hương, định hương, giữ vệ hương, giải thoát, giải thoát, quy chỉ hương. Nghĩa là mấy con giữ tâm được, không làm khổ mình khổ người, tâm thanh thản an lạc vô sự là mấy con đã thờ Phật nơi trong tâm mấy con rồi. Đâu cần phải thờ cái hình Phật bằng đồng hàng tỷ bạc đâu mấy con. Các con nghe chùa để tiên để thức của nước Ấn Độ, của nước Campuchia chứ gì. Nhưng nước Campuchia tàn sát dân chúng của nước Campuchia bao nhiêu khi ba bố về mấy con, một nỗi đau thương. Biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân tộc Campuchia để thành ra một cái ngôi chùa để tiên để thức đó. Dân tộc Việt Nam chúng ta sáng suốt hơn. Nhưng hôm nay nhìn lại các ngôi chùa hàng tỷ bạc, hàng bao mồ hôi nước mắt của đồng bào chúng ta đổ vào đó, mà để tìm thấy một người sống đúng giới luật, một vị thầy sống đúng giới luật, mấy con tìm thấy được không? Một vị thầy sống đúng hạnh Phật Bá Y Một Bát có đúng không? Một vị thầy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, có sống hiểu dục tri túc, chỉ có Bá Y Một Bát mà thôi. Thì một vị thầy đó mấy con thấy không? Hay là trong ngôi chùa đó vị thầy sống sang cả đầy đủ hơn cả các con, vật chất đầy đủ hơn. Người đời người ta chưa hiểu đạo, người ta chưa biết buông xả. Người tu hành theo đạo Phật mà không biết buông xả thì làm sao gọi là đạo giải thoát? Các pháp đều vô thường, thế mà chúng ta thấy nó thường cho nên chúng ta mới chấp, mới có chùa. Đạo Phật chỉ cần người tu hành giữ được nghiêm chỉnh là đạo Phật sẽ còn, mà đạo Phật không có người mà giúp tu hành giới luật nghiêm chỉnh thì đạo Phật mất. Đức Phật nói giới luật ta còn là đạo ta còn, mà giới luật ta mất là đạo ta mất. Một người ở trong chùa to Phật lớn là đạo Phật đã mất. Bằng chứng thật sự Đức Phật đã xác định từ ngàn xưa như vậy. Giới luật là gì? Giới luật không có nghĩa là kinh sách tập, một tập sách như thế này để ghi giới luật Phật, mà giới luật là hình ảnh của một tu sĩ giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh không hề vi phạm. Tu sĩ mà sống ăn một ngày 3-4 bữa thì còn nghĩ đến gì là tu sĩ, còn tham ăn thì làm sao gọi là ly dục ly ăn. Tu sĩ ăn một ngày một bữa mà ăn vừa đủ sống, không tham ăn, không tham ngon, không tham bổ, chỉ ăn để sống, sống để cuộc đời giải thoát ra khỏi những thế gian này. Tất cả thực phẩm đều bất tịnh mấy con, làm sao còn tham ăn được? Chỉ những người không biết thực phẩm bất tịnh mới còn tham ăn, mới còn thích ăn. Đó, thầy trả lời như vậy. Cúng dường như thế nào đúng? Cúng dường mà điều mà xây tháp, cất chùa to, đúc tượng Phật lớn là không đúng chánh pháp. Cúng dường đúng chánh pháp là cúng dường như thế nào? Phải tìm thấy một vị sư, một vị thầy giữ được nghiêm chỉnh đến đó mà cúng dường. Họ có còn tham ăn không mấy con? Họ có còn nhận tiền của mấy con không? Mấy con cúng dường với vị thầy đó là phải cúng dường giữa tâm của quý vị, của các con, là tâm phải được giải thoát, tâm các con phải sống đạo đức, không làm khổ mình khổ người, các con phải giữ gìn nghiêm chỉnh năm giới của người cư sĩ, mấy con phải giữ đúng, đừng vi phạm giới nào, thì đó là mấy con đã cúng dường đúng chánh pháp cho chư Phật. Chư Phật không ham tiền đó mấy con đừng đem tiền. Chư Phật không tham thực phẩm ăn đâu mấy con đừng cúng dường thực phẩm. Mấy con giới lòng mấy con một bát cơm, một hạt muối là cái lòng mấy con đã cúng dường như vậy là đúng chánh pháp, không cần ăn ngon mấy con. Mấy con đúng cúng đúng chánh pháp như lời Đức Phật dạy: giới hương, định hương, giữ huệ hương,
giải thoát, giải thoát khi chuyển nghiệp. Nghĩa là khi mấy con cúng dường chư Phật, mấy con chắp tay lên, con xin dân đồng hành của con. Con đã tu tập được giải thoát, tâm con không còn giận hờn phiền não. Con đã làm chủ sanh già bệnh chết. Con đã đem cái sự công, đem cái sự giải thoát này, con xin cúng dâng lên Đức Phật. Con đã thấy lỗi mình, không thấy lỗi người, con xin dâng lên cúng Phật. Nếu con còn thấy lỗi người mà con có đem vàng bạc cúng Phật thì chẳng bao giờ cúng như vậy, không bao giờ đúng chứ. Tâm nếu con còn tham sân si mà đem của cải vàng bạc châu báu để cúng dường Phật là cúng không đúng chánh pháp. Các con nghe không? Khi nào mấy con tu tập được giải thoát là mấy con đã cúng dường cho Phật, cho thầy rồi. Mấy con đã đền đáp ơn Phật, ơn thầy rồi, đó là cúng dường. Thầy không cần cúng dường tiền bạc mấy con, thì không cần cúng dường tiền bạc, mà thầy cần cúng dường tâm của mấy con mà thôi. Hôm nay thầy đến đây mấy con cúng dường thầy, đừng cần cúng dường tiền bạc, thầy không cần, mà thầy cần cái tâm giải thoát của mấy con. Người ta chửi mấy con không giận là mấy con đã cúng dường thầy. Trong một cơn đau mấy con dùng phương pháp đẩy lui được bệnh, không còn đau khổ, thì đó là mấy con đã cúng dường thầy. Còn một điều nữa, vì lợi ích bản thân của mấy con, xung quanh mình nhiều người chưa được lợi ích, bây giờ mình làm sao cho mọi người được lợi ích? Đây là những cuốn sách đạo đức mà thầy đã từng vận dụng trí óc của mình viết ra để nói lên một sự thật: đời người phải sống đạo đức. Bây giờ muốn phổ biến nó làm sao mấy con? Phổ biến nó làm sao? Mỗi người một đồng một cách góp nhau mấy con, để in cuốn sách này, để gửi cho bà con, để gửi cho những người xung quanh mình mấy con, để người ta cũng biết đạo đức. Mọi người đều biết đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người thì thế gian này là cực lạc rồi mấy con. Vậy ai đã làm được cái này mấy con? Thầy chỉ có công ngồi viết, còn được phổ biến là do công của mấy con. Như vậy là mấy con cúng dường đúng chánh pháp mấy con, đem lợi ích cho muôn người mấy con. Dù một đồng một cắt, dù ít dù nhiều, mỗi người đều góp nhau để đem cái đạo đức này cho mọi người. Đạo đức mà bán sao mấy con? Thầy viết sách này để đem bán lấy tiền, thầy bỏ túi thầy xài, thầy không làm điều đó. Cho nên hôm nay thầy mang đến, thầy biểu mấy con. Mấy con có nghe thầy viết sách thầy bán chưa? Thầy không làm điều đó đâu. Thầy đem những sách đạo đức để dạy người thì không bao giờ bán. Thầy tin rằng không nên làm điều buôn bán sách mấy con, không nên buôn bán sách đạo đức, mà nên cho. Và mỗi người dành ăn một ổ bánh mì, dành một chén cơm, mà góp cùng nhau với cùng thầy, để chúng ta sẽ in được bộ sách này. Bộ sách này không khó nữa con, bán làm gì, mà chỉ cùng nhau đóng góp nhau, để rồi chúng ta phổ biến đạo đức cho nhau, sống cùng nhau có đạo đức, không làm của mình của người thì đây là phần của mấy con. Còn cái phần viết là thầy, phần dạy đạo đức là thầy, còn phần mà truyền cái đạo đức này là do mấy con, bổn phận của mấy con chứ không phải thầy. Có phải không mấy con? Mà như vậy tức là cúng dường đúng chánh pháp, có phải không? Các con thấy đem lợi ích cho muôn người là cúng dường đúng chánh pháp. Còn cấp cái chùa to như vậy có đem lợi ích không? Hay là đem sự mê tín cho chúng ta đến đó cúng bái cầu siêu cầu an tụng niệm? Các con thấy cái nào lợi ích thiết thực? Một bé, một em bé biết đọc biết viết, đọc cuốn sách này: mẹ ơi, ở trong này dạy đạo đức như vậy, mẹ chỉ cho con sẽ học. Có phải không mấy con? Từ đứa bé được đọc sách đạo đức, nó sẽ trở thành đứa con tốt cho gia đình, cho xã hội chúng ta. Có phải không? Sách đạo đức cần lắm mấy con. Vậy thì mấy con sau này thì mấy con sẽ lãnh trách nhiệm. Lãnh trách nhiệm này dù ít dù nhiều các con họp lại, các con ít thì các con sẽ in ra 100 quyển, nhiều thì các con sẽ in ra 1000 quyển. Những quyển sách này thì mình sẽ tái bản, mình xin phép nhà nước mình tái bản mấy con. Mình không in lậu, in lậu xấu lắm mấy con, làm như vậy không tốt. Mình muốn in trở lại thì mình sẽ xin phép, mình xin tái bản, nhà nước cho phép mình tái bản. Bởi vì khi nhà nước cho phép mình rồi
mà mình xin tái bản, tại vì bây giờ hết, không còn có nữa để phổ biến, thì mình xin tái bản. Sự tái bản để in sách đạo đức, đó là cúng dường đúng chánh pháp. Có phải không mấy con? Đem lợi ích cho người khác, có xây những cái chùa to Phật lớn, có đem cung phụng thực phẩm cho một vị sư ăn để cho mập không? Không, mà đem lợi ích cho muôn người, không riêng một cá nhân người nào hết. Thầy không có giữ tiền bạc của mấy con đâu, mà chính mấy con giao lại cho một số người, một tổ chức giữ tiền bạc này, sẽ người ấy sẽ đứng ra in cái số, xin tái bản in cái bộ sách này, rồi sẽ gửi lại cho mấy con và cho mọi người. Có đúng không mấy con? Đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của mấy con, nó sẽ cúng dường đúng chánh pháp, đem lợi ích cho xã hội, đem lợi ích cho muôn người, thì điều đó là điều mình dựng đứng, mình dựng lại chánh pháp, phổ biến rộng ra. Đẹp đẽ lắm mấy con. Đồng tiền của mấy con cúng dường đúng đắn, không còn sai, không còn sợ lo lắng gì cả. Đúng không mấy con? Hôm nay thầy dạy mấy con gì câu hỏi thầy cúng dường đúng chánh pháp hay là không đúng dường cúng chánh pháp, thì thầy đã dạy.